Xây nhà mới nhờ bạn thân vẽ hộ cái cổng, kết quả nhận về muốn tái xanh mặt. Theo đó, vì tin lời thằng bạn là dân kiến trúc chính hiệu, cứ nghĩ đâu dân kiến trúc tài năng, vẽ gì cũng đẹp, nên sau khi xây cho mình một ngôi nhà mới, chàng trai cũng giao cho bạn mình một phần ở ngoài cổng để tự lên ý tưởng và vẽ tranh. Tuy nhiên sau khi quay lại nghiệm thu, chàng trai muốn khóc cạn nước mắt bởi bức tranh này nó lạ lắm. Cụ thể, trên bức tường là hình ảnh các nhân vật hoạt hình gắn liền với tuổi thơ của bao người, Doraemon và Nobita. Tuy nhiên, thay vì là khuôn mặt tròn trịa mũm mĩm đáng yêu, thì Doraemon lại mang trên mình một đôi mắt khờ khạo cùng với chồng chóng tre cũng vô cùng bất ổn. Còn Nobita thì có lẽ hồi sinh nhầm nên bị lai một phần giống với Seiko. Trời ơi, cứu tôi. Ngay khi thấy bức tranh đầy sống động này, cộng đồng mạng đã không nhịn được mà cười muốn đau cả bụng. Một số bình luận hài hước mà mọi người để lại đưa chồng chóng đó cho Nobita là Nobita một đi không ở lại luôn. Nhìn Doraemon và Nobita mà tôi muốn đánh mất tuổi thơ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.